Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong thế giới Black Clover, thứ mà Tuật khi nhắc đến sẽ khiến người người nhà nhà khiếp sợ, đó chính là sức mạnh của quỷ. Đây là một trong những loại chủng tộc mạnh nhất trong lịch sử với lượng mana có thể nói là vô hạn. Sau khi tiêu diệt hoàn toàn ác quỷ Zagreth, giờ đây nhân loại tiếp tục phải đối đầu với ba con quỷ khác là Megicula, Lucifero và con quỷ tồn tại trong Xenon. Chúng đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của vương quốc Clover, hay nói xa hơn là cả thế giới. Và để đối phó với những dân chơi cấm thuật này thì cần phải có những ma pháp sư có tiềm năng mạnh mẽ cùng với thuộc tính ma thuật đặc biệt. Vậy đó là những ai? Hôm nay mà anh em cùng B20cm tìm hiểu về những nhân vật có tiềm năng đánh bại sức mạnh của quỷ. Anh em có nhu cầu mua Outhun Kimetsu no Yaiba chất như nước cất, phong cách quỷ bù chính hiệu, ý nhầm đường phố thì hãy truy cập Shopee Bi Huỳnh Senpai để ủng hộ cho mình nhé. Đảm bảo giao học sinh chất lượng phụ huynh, link ở ngay dưới phần mô tả. Mà hàng cho danh sách này không ai khác chính là thanh niên não cờ bắp Asta. Mặc dù không sở hữu bất kỳ sức mạnh ma thuật và lượng mana nào, nhưng bằng phương châm cần cù bù sinh năng thì Asta vẫn chẳng tiến triển hơn là bao. Bằng cách trích xuất sức mạnh từ cuốn ma đạo thư, Asta sẽ biến đổi hình dạng, đồng thời gia tăng sức mạnh cho chính mình. Đối với triệt ma pháp, Asta hấp thụ hoặc loại bỏ hoàn toàn đòn tấn công ma pháp. Nhưng hạn chế về loại ma pháp kỳ lạ này nằm ở khả năng vật lý của cậu. Với những chiêu thức tầm xa có tần số nhanh và liên tục, nếu không phản ứng đủ kịp thì Asta vẫn bị ăn hành như bình thường. Mặc dù có thể gia tăng tốc độ và sức mạnh của bản thân lên đáng kể trong hình dạng hắc hình, với khả năng kiểm soát tâm trí cùng với con quỷ bí ẩn tồn tại trong người, nên việc Asta đánh bại một con quỷ khác là điều hoàn toàn có thể. Bởi họ cùng xuất phát điểm là địa ngục, không bị ảnh hưởng bởi những ma pháp thông thường, nhưng ác quỷ vẫn sẽ bị thương nếu ăn phải một đòn ma thuật đến từ thế giới khác như Asta. Ở trong chap 243, khi Dante cố tình kích hoạt sức mạnh tiềm ẩn tồn tại trong người của cậu, khi đó tâm trí cậu đã bị chiếm hữu cùng với một cái cánh nhỏ xuất hiện bên phần thân trái. Lúc này gần như Asta đã chạm được vào người của Dante, nhưng cuối cùng do tác giả chưa thích thế nên cậu đã thất bại. Đối với một con quỷ như Lucifero, khi Dante sử dụng 50% sức mạnh thì hình dạng của hắn thay đổi với một đôi cánh và hai chiếc sừng. Theo đó, tớ suy đoán sức mạnh tiềm ẩn trong người của Asta vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát được cậu, cho nên việc bộc phát tất cả khả năng từ nó là điều rất khó khăn, và những thông tin về con quỷ này vẫn là một bí ẩn. Mình hy vọng trong cuộc chiến khốc liệt sắp tới, thanh niên cơ bắp sẽ cho chúng ta thấy được sức mạnh thực sự của con quỷ ẩn sâu trong cơ thể cậu. Tiếp theo, cô nàng đến từ gia đình hoàng tộc Silva, Noel, con gái của nữ pháp sư mạnh nhất vương quốc Clover, Asir, cũng như là em gái nhưng không phải để thịt của đoàn trưởng Nozer, ma pháp kỵ sĩ đoàn Ngân Dực Ưng. Nghe phần sơ lược thôi cũng đủ biết đây chính là Sion CC đích thực. Tuy nhà mặt phố, bố làm to, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thế nhưng Noel là thành viên yếu kém nhất gia tộc do không thể kiểm soát được sức mạnh ma thuật, cũng như được xem là người gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ cô. Từ đó, Noel bị chính gia đình kỳ thị, nên khi lên 15 tuổi, với sự lãnh đạo tài tình, tư duy đỉnh cao, Yami đã chiêu nạp được cô bé vào hắc bục ngưu. Sẽ có nhiều anh em cho rằng ma pháp của Noel chỉ thuộc lại nguyên tố nước, loại phép thuật chỉ phát huy tối đa sức mạnh khi sở hữu một hộ vệ tinh linh phải vay mượn ma lực từ mana tự nhiên. Cũng như theo lời của nữ hoàng Tâm Quốc thì với sức mạnh ma thuật kiểu như vậy gần như không thể đánh bại được ác quỷ. Hơn nữa, đối với vùng quốc Clover, có một số người có thể vận dụng những thứ như xích và thép hoặc những loại ma pháp khác thường, thậm chí là thao túng không gian mới có tiềm năng đánh bại được chúng, như ám ma pháp của đoàn trưởng Yami và ma pháp thời gian của ma pháp vương Julius. Nên Noel cùng lắm chỉ lên được pháp sư bậc 6, tức bậc cao nhất, không thể đưa cô vào bậc ám tầng để chiến đấu với ác quỷ được. Thế nhưng, tớ sẽ giải thích cho anh em dễ hiểu hơn nhé. Đầu tiên là về sức mạnh của Noel. Trước đây, chính Yami cũng đã từng nói cô có một lượng ma lực cực lớn, nó lớn đến nỗi khiến cô bé không thể kiểm soát được chúng. Thậm chí, Noel cũng được một người rất mạnh, từng cân 4 thanh niên của tộc F, đó là đoàn trưởng tạm thời của Hồng Liên Sư Tử, Mario Leona đánh giá là có sức mạnh ma pháp ngang bằng, hay thậm chí còn mạnh hơn cả người mẹ Asir nếu biết cách kiểm soát lượng mana. Mặc dù Nozer là người thừa kế ma pháp thủy ngân từ Asir, nhưng lượng mana dồi dào và sức mạnh ma pháp của chính người mẹ thì lại được Noel thừa kế. Nó mạnh đến nỗi có thể nhấn chìm ma pháp biệt địa đồ do chính tộc F đã kiểm soát một thành viên của kim sắc nhà xuất tạo ra. Bằng cách đó, Noel có trên mình một bộ giáp bao quanh người, chiến đấu với phong cách của người mẹ, và cũng chính bởi nguồn sức mạnh to lớn đó, cô đã đánh bại được một F, mặc dù chỉ mới được xem là tân binh trong ma pháp kỵ sĩ đoàn.
Ngoài ra, Noel cũng được xếp vào một trong 3 trường hợp hiếm với ma lực được ban cho những người có ý chí mạnh mẽ những lúc nguy hiểm hoặc khủng hoảng. Do được sinh ra với ma lực cực lớn trong hoàng tộc, cộng thêm việc được trau dồi, luyện tập để hoàn thiện ma pháp qua những cuộc chiến khốc liệt trong Hắc Bộc Ngưu. Ở trong chap mới nhất 251, người sở hữu sức mạnh của con quỷ từ lời nguyền Megicula đã tấn công một cung điện của nữ hoàng tâm quốc Lolopeka. Hiện tại thì người đang sở hữu thủy tinh linh cũng chính là Lolopeka, nhưng trong tương lai, với lượng ma pháp tiềm ẩn cực kỳ kinh khủng của Noel, thì việc thừa kế thủy tinh linh gia tăng sức mạnh đánh bại Megicula là điều có thể xảy ra. Với sức mạnh thừa kế từ nữ pháp sư mạnh nhất, cộng thêm sự giúp sức của một hộ vệ tinh linh và lượng mana được cho là vô hạn khi gặp nguy hiểm, không ai khác, Noel trở thành người được đánh giá là nhân tố lật cái bàn trong trận chiến sắp tới. Ở vị trí tiếp đến, Juno, bạn thân nơi khố với thanh niên não cơ bắp Asta, đòn võ hiện tại của kim sắc nhật xuất, một thanh niên ăn hôi được cuốn sách ma pháp cỏ bốn lá hiếm có. Nhưng ít ai biết được rằng, Juno từng là hoàng tử của vương quốc Space, thành viên của gia tộc Green Berio. Sau khi bị hội Hắc Tam lật đổ, một thầu cận trung thành đã mang cậu đến nhà thờ tại làng Hage. Thanh niên này chắc tớ không cần phải nói nhiều về cái độ bá đạo trên từng hạt gạo, thêm những lần bóp sức mạnh quá tay của tác giả. Đầu tiên là sử dụng ma đạo thư cỏ bốn lá với sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Sau đó lại malem thêm em hộ vệ tinh linh gió. Rồi trong cuộc thi trọng sinh tộc F, mặc dù bị kiểm soát nhưng cậu vẫn lấy lại được ý chí của bản thân, khiến cho việc thâu tóm luôn lượng mana dồi dào từ nó là điều hiển nhiên. Đấy, anh em thấy chưa? Bóp sức mạnh còn hơn cả thằng nhân vật chính, cứ như kiểu là Sasuke trong Naruto ấy. Tuy nói là sở hữu Haki sắc màu con cưng, nhưng Juno vẫn bị Xenon với 55% sức mạnh cho ngậm hành, thậm chí là suýt tiêu bán mối nếu không có ma pháp hồi phục từ cây thế giới của đoàn trưởng William. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, với trình đó sức mạnh, cậu đã hạ gục được một trong những thuộc hạ của Xenon một cách dễ dàng. Chính vì thế mà tớ đã tốn 69 ngày 96 đêm để suy luận ra hai giả thuyết như sau. Đầu tiên là về cuốn sách ma đạo thư cỏ bốn lá, một loại vũ khí chứa đựng một nguồn ma pháp cực lớn. Trước đây, ma pháp vương Limel với cuốn sách bốn lá đã ngăn chặn được một ác quỷ. Tuy nhiên, đối với Limel, ông vẫn chưa phát huy được hoàn toàn sức mạnh từ nó. Thứ giới hạn ông chính là lượng mana. Còn với Lick thì ngược lại, việc duy trì qua ma pháp liên tục khiến cho việc chiến đấu với một ác quỷ trong thời gian dài là tỷ lệ 50-50. Cho đến tận thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa được thấy nhiều sự khác biệt về sức mạnh giữa ma đạo thư bốn lá và ba lá. Tác giả dường như muốn giấu giếm điều gì đó trong ma đạo thư cỏ bốn lá mà vẫn chưa khai thác, một điều đặc biệt khiến cho rất ít người sở hữu được chúng. Còn với Juno, mặc dù sau trận chiến, dấu hiệu F trên mặt của cậu đã biến mất, nhưng sức mạnh thì lại không. Có thể nói, sau lần trọng sinh, cậu đã được thừa hưởng luôn khả năng của F, cộng thêm việc cỏ bốn lá và hậu vệ tinh linh khiến Juno trở nên bá đạo, nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại được một con quỷ. Thứ mà cậu cần cố gắng chính là kinh nghiệm chiến đấu cùng với thời gian duy trì sức mạnh và một ít thông tin tiết lộ về bí mật ma đạo thư cỏ bốn lá. Thứ hai, hậu cận đến từ vương quốc Space. Câu hỏi mà tớ đặt ra là sau khi Juno lại nhà thờ, người này đã đi đâu và làm gì? Việc trở lại sau 16 năm để tiết lộ thông tin về quá khứ của Juno có mục đích như thế nào? Với câu nói, cậu chính là hy vọng cuối cùng, thì mình đã đưa ra một kết luận. Theo suy đoán, trước đó người này đã điều tra ra được bí mật về hội Hắc Tam, cách để tiêu diệt chúng. Trong khoảng thời gian đó, cùng với việc Juno lớn lên, đồng thời sở hữu ma đạo thư cỏ bốn lá, người này đã trở về nhằm ý định giúp Juno khôi phục lại Space. Trong cuộc nói chuyện, có lẽ Juno đã biết được thông tin gì đó để đánh bại chúng nhưng không thể thực hiện, tạo ra một sự nghi ngờ cực lớn về tiềm năng đánh bại ác quỷ. Cuối cùng là Yami, đoàn trưởng của ma pháp kỵ sĩ ăn tàn phá hoại nhất vương quốc Clover, Hắc Bộc Ngưu. Ám ma pháp, loại ma thuật đến từ thế giới khác có tác dụng lên ác quỷ, điển hình nhất là qua cuộc chiến với Yagret. Mặc dù sở hữu ma đạo thư cỏ ba lá nhưng phải thừa nhận, nguồn ma lực to lớn đến từ ám ma pháp, đặc biệt là lỗ đen mà Yami tạo ra, nó hút được tất cả các loại ma pháp, thậm chí là ma pháp của quỷ. Hiện tại, trong cuộc solo với Dante, anh cũng cho thấy được sức mạnh khổng lồ sau 6 tháng time skip, một cuộc solo 5 ăn 5 thua với 50% sức mạnh của Lucifero. Tuy nhiên, Yami lại chính là người mà hội Hắc Tam đang nhắm tới. Các cụ có câu, 3 đánh 1 không chột cũng que, nên việc solo với một con quỷ thì ok, nhưng cân 3 thì mình không chắc. Ngoài những nhân vật mình kể trên thì vẫn còn người khác đánh bại được quỷ như ma pháp vương Julius, nhưng trong cuộc chiến với ác quỷ Zagret, ông đã phải dùng tất cả ma pháp tích trữ để hồi sinh, nên việc tích trữ lại ma pháp để đánh bại một con quỷ trong thời gian ngắn là điều không thể. Ngoài ra, còn một người nữa, đó chính là nữ hoàng phù thủy với ma pháp điều khiển máu, cùng với những kiến thức sâu rộng về thế giới, nên việc mà có thể đánh bại được một con quỷ là điều hiển nhiên.
mà thậm chí bà còn được đánh giá là pháp sư mạnh nhất từng xuất hiện trong Black Clover. Tuy vậy, với tính cách đích quan tâm đến sự đời thì việc xuất hiện của bà là điều rất khó xảy ra. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về những nhân vật có tiềm năng đánh bại sức mạnh của quỷ. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Tớ là B, 20cm. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Peace.